Xin chào bạn, nay mình lại tiếp tục đi săn mấy con âm ly cho các bạn ở Việt Nam có comment yêu cầu xem. Thì hôm nay thì mình sẽ quay về cái bãi rác, cái âm ly cũ, chuyên linh kiện, nhưng mà mình sẽ sang cái quầy âm ly và loa hỏng nha các bạn, chuyên lại linh kiện. Và đây là một cái loa cái âm ly của Sao King. Con này thì nhìn rất là hầm hộ, da rất là đẹp, tuy nhiên là hàng hỏng các bạn, và cái giá của nó bây giờ chỉ bán là 500.000 tiền Việt Nam chưa thuế, thuế vào thì 550 đấy. Rồi, nó rất là đẹp, rất tiếc là nó là bị hỏng mất. Con này chưa hỏng thì giá nó sẽ như thế nào. Sao King rất là đẹp, hầm hộ, và bên trên là một con của Beringer giá 200.000 các bạn. Con này chuyên, con này lấy linh kiện có rất nhiều chuyển chỉnh âm lượng các thứ, cái này mới chắc là cũng có giá trị. Đây ở mấy cái loa của Sony và Photogenic, đây tất cả những cái này đều bị hỏng hết các bạn. Đây ạ, và nó chỉ có giá là 200.000 thôi, 200.000 đồng, giá 200.000 đối với những cái loa hỏng như thế này. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Bên này nữa, đây là những cái loa hỏng và mua, có thể mua về lại linh kiện các thứ, giá thì cũng chỉ khoảng tầm 160.000 cho đến 300.000 một cái, 100.000 một cái. Đây 100.000 đây, chuyên về mua về linh kiện thôi. Đây một cái bộ loa Kenwood này, Kenwood này đẹp như này thì cũng chỉ có 160.000 Việt Nam vì nó là hàng hỏng thì lại linh kiện. Đây bộ loa Sony hầm hố đẹp như thế này, cái này 300.000 Việt Nam đây các bạn, đẹp như mơ. Con này nằm đây từ tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam. Mình nghĩ nếu mà con này nằm mấy tháng như này thì chắc nó bốc hơi khá lâu rồi. Đây là loa khác, giá thì cũng 100.000 đến 200.000 thôi, 300.000 hay 400.000 này. Đây là một bộ loa Victor rất là đẹp, rất là, con này chất lượng âm thanh của dòng này khá tốt, và giá của nó là 100.000 nha các bạn, 100.000, các bạn có tin được không? Đây 100.000 đối với một con hàng hỏng như thế này, nó rất là mới. Cái này cũng thể 450.000 cho một bộ loa như thế này, line phay như thế này, line nước phay như thế này, 450.000 các bạn, bạn tin không? Ở Việt Nam mình, nhớ bạn có mua được cái giá như thế nào. Mình thì không sành với dân này, nhưng mà nếu mà lấy linh kiện của nó thì cũng có thể là được nhiều hơn giá của nó như này rồi. Đây, đây là một loạt các cái đồ đĩa hỏng, giá 100-200.000 thôi. Đây rất là nhiều. Đây 100-200.000, 100-200.000, đợi 100-200.000 hết những cái đầu đĩa như thế này, kể cả những cái tivi như thế này, màn hình máy tính như thế này cũng là 200-300.000, 400.000, rất là rẻ. Đây nữa, sau lưng mình đây, đây các bạn, những cái loa như thế này đều là những cái loa hỏng hết và giá chỉ là 100.000 đến 200.000 hết. Đây ở Việt Nam mình thì không có những cửa hàng như thế này cho các bạn đã đi lựa chọn để mua. Lên chợ trời thì hàng nó rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ là hàng trôi nổi cũng nhiều không kém. Đây tất cả những cái loa này, Kenwood rồi Sony, Yamaha, thứ Sanyo đều có giá từ 100.000 đến 600.000 những cái loa như thế này, Việt Nam đồng. Đây Sony 400.000 này các bạn. Đây Kenwood 400.000 này, 500.000 này các bạn. Victor thứ này 400.000 này, 450 này các bạn. Đây Panasonic này 160.000 này, rẻ như cho luôn. Và đây bên này cũng là các con của Panasonic rồi các đài cassette cũng có 400.000, loa 400.000. Đây Onkyo 400.000, con này thì kết hợp với đầu đĩa, kết hợp với đầu đĩa đầu băng gì đấy, nút phím rất là, cái thiết kế rất là đẹp xung quanh các thứ. Rồi bên này là một bộ Onkyo khác, Sony khác cũng giá khoảng tầm 600-700.000 thôi. Đây ạ, rất là nhiều mẫu mã kiểu dáng màu sắc khác nhau, các bạn có thể tha hồ chọn. Nếu như Việt Nam thì mình nghĩ là cái quầy này cũng rất là đắt hàng, rất là đắt khách. Đây
đây các bạn. Khi bao như thế này thì cũng chắc là cũng chỉ 100 nghìn mấy. Đó, tiền đồng nát thì chắc là đắt, ở Việt Nam bán đồng nát chắc là đắt hơn cái tiền tiền bên này bán hàng linh kiện. Đấy, mình sẽ lướt lại một lượt để các bạn cùng xem. Đây, mấy cái đầu đĩa, đây là mấy cái đầu đĩa kết hợp âm ly. Đây, con này đầu đĩa thì có, con này đầu âm ly thì nó đắt hơn một chút, âm ly bãi ấy các bạn. Âm ly bãi này, con này giá tầm 2 triệu. Đây là cái âm ly hỏng, con này thì có giá hỏng 1 triệu đồng. Đây, linh kiện con này rất là đẹp, Yamaha. Con này cũng Yamaha, cũng giá tầm 2 triệu 2. Và con này là của Onkyo thì có giá là 1 triệu 6, 1 triệu 7. Đây mình sẽ quay hình dạng cho các bạn xem. Rất là mới, tuy là nó bị hỏng gì đấy nhưng mà nó rất là mới. Đây thì nó người ta có ghi là cái nguyên nhân hỏng luôn. Ví dụ con này là cái điện nó có vấn đề này. Con này thì FM nó không không nhận được này. Con này thì là bỏ đĩa vào nhưng mà nó không xác nhận được cái main, nó không không hoạt động được. Con này cũng tương tự như thế. Đây có nguyên nhân hết, hỏng hết. Đây rất là đẹp. Và mình lướt qua lại lượt cho các bạn cùng nhìn một tổng thể lượt cái kho hàng hàng bãi lại linh kiện của âm ly và loa này. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.